Lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã tạm giữ hình sự Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, để lấy lời khai, điều tra. Châu là nghi phạm gây ra 3 vụ cháy tại địa phương này. Xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất do chúng tôi vừa mới cập nhật được sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Công an thông tin về động cơ của thanh niên châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang. Sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản sau chặng đường 220 km. Đất đá lăn từ ta luy dương xuống đường khiến 2 bố con tử vong ở Hà Giang. Động đất ở Kon Tum do tích nén năng lượng nhiều năm trong lòng đất. Xét xử vụ án học sinh lớp 4 tử vong sau buổi biểu diễn văn nghệ. Công an thông tin về động cơ của thanh niên châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang. Lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã tạm giữ hình sự Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, để lấy lời khai, điều tra. Châu là nghi phạm gây ra 3 vụ cháy tại địa phương này. Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc, trưởng Công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, một số thông tin liên quan tới sự việc nam thanh niên châm lửa đốt cây xăng này. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 25 phút cùng ngày, Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, đi xe máy mua 5 lít xăng đưa về khu vực khóm Máy Nước, phường Phước Tân để chiết ra các chai khác nhau. Sau đó, Châu lên xe máy chạy lòng vòng, đến trước căn nhà trên đường Lý Tự Trọng, đối tượng này ném một chai xăng châm lửa vào bên trong và một chai khác vào cửa cuốn ở cạnh đó gây cháy tường. Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục đi xe máy vào khu vực cây xăng số 2 thuộc công ty xăng dầu Phú Khanh Petrolimex Khánh Hòa, thường được gọi là cây xăng Mã Vòng. Tại đây, Châu dừng xe, cầm chai nhựa chứa xăng tươi xuống đất châm lửa đốt, đám cháy bùng nhanh, khiến cho trụ xăng số 5 cháy đen. Các nhân viên cây xăng cố gắng dập lửa. Một lúc sau, đám cháy được khống chế. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Còn Châu bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thành phố Nha Trang đã có mặt ghi nhận hiện trường, tổ chức truy tìm và khống chế Châu. Nghi can này bị bỏng ở hai chân, được cảnh sát chuyển tới bệnh viện cấp cứu, băng bó rồi đưa về trụ sở tiếp tục điều tra. Thượng tá Ngọc cho biết, qua test nhanh, Châu dương tính với ma túy. Bước đầu đối tượng khai do buồn chuyện gia đình, tranh cãi với cha mẹ cùng với sự việc sử dụng ma túy nên đã gây ra sự việc. Theo điều tra, Châu nghiện ma túy nặng và bị địa phương lập hồ sơ quản lý, đồng thời có tiền án 4 tháng tù về tội đánh bạc. Tuy nhiên, đối tượng đã bán nhà, đi nhiều nơi, sống lang thang. Công an thành phố Nha Trang vẫn đang tiếp tục điều tra về sự việc nói trên. Sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản sau chặng đường 220 km. Lai Văn Phát Nhật Trường bị cáo buộc thuê xe ôm chở từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực biên giới, đi qua đoạn đường vắng đã dùng dao đâm tài xế, cướp tài sản. Ngày 30 tháng 7, Công an Bình Phước đã bắt Trường sau 10 giờ truy tìm tại khu vực biên giới Campuchia thuộc huyện Bù Đốp để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi, nạn nhân bị thương nặng, đang được điều trị. Theo điều tra, tối hôm qua, Trường đón xe ôm của ông Nguyễn Văn Khải, 54 tuổi, từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Bù Đốp. Đến rạng sáng nay, sau khi đi được khoảng 220 km, đến đoạn đường vắng gần cửa khẩu Hoàng Diệu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, giáp với Campuchia, Trường bất ngờ lấy dao làm bếp, đâm ông Khải liên tiếp cướp tài sản. Mặc dù thương tích đầy người, máu ra nhiều, nhưng ông Khải vẫn cố gắng chống cự và tri hô. Khi một số người đến nơi, Trường hoảng sợ bỏ chạy. Đất đá lăn từ ta luy dương xuống đường khiến 2 bố con tử vong ở Hà Giang. 2 bố con đi xe máy qua đường nhưng không may bị khối lượng đất đá lăn từ ta luy dương xuống đè tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30 tháng 7. Lúc này ông Giàng Xeo Danh, sinh năm 1984, con trai Giàng Xeo Tùng, sinh năm 2009, dân tộc Mông, đang đi xe máy về nhà thì bị lượng lớn đất đá lăn từ ta luy dương xuống đè vào người gây tử vong tại chỗ. Theo lãnh đạo thị trấn Cốc Bài, vị trí đoạn xảy ra tai nạn nằm cách quốc lộ 4D đi vào thôn Trúng Trải 3 km, đoạn đường này đang thi công. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Xín Mần đã phối hợp với thị trấn Cốc Bài đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường và tiến hành khắc phục hậu quả đá lăn gây ra. Động đất ở Kon Tum do tích nén năng lượng nhiều năm trong lòng đất. Gần 3 ngày qua, huyện Kon Plong ghi nhận 45 trận động đất dư chấn, dao động 2,5 đến 5 độ.
độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trong đó trận lớn nhất 5 độ vào ngày 28 tháng 7 gây rung lắc một số khu vực Tây Nguyên, miền Trung. Người dân lo lắng. Cơn động đất này được xem là mạnh nhất ở Kon Tum từ trước đến nay. Lý giải về hiện tượng thiên nhiên bất thường trên, tiến sĩ Nguyễn Ánh Dương, Phó Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất xuất hiện ở Kon Plong năm 2021, khi thủy điện Thượng Kon Tum công suất 220 MW, dung tích hồ hơn 145 triệu mét khối, được xây ở địa bàn, bắt đầu tích nước. Việc tích trữ nước khiến tải trọng hồ thủy điện nén các vết nứt, vị trí xung yếu trong lòng đất, dẫn đến nứt gãy, trượt giữa hai bề mặt. Quá trình trượt tạo ra ma sát, ứng suất giữa các vết nứt. Khi địa chất yếu do nước ngấm, không giữ được năng lượng tích tụ bên dưới lòng đất, động đất sẽ xảy ra. Quá trình nén ép, tích lũy năng lượng kéo dài vài năm, thậm chí cả trăm năm, đến lúc năng lượng đủ lớn mới gây ra động đất. Ông Dương nói, dẫn chứng động đất diễn ra thường xuyên tại khu vực Trà My, Quảng Nam, khi ở đây cũng xây dựng thủy điện Sông Tranh năm 2012. Theo tiến sĩ Dương, dù còn phụ thuộc vào yếu tố môi trường ở khu vực, địa chất hồ chứa thủy điện, song quá trình động đất ở Kon Plong sắp tới sẽ giảm dần. Đây cũng là quy luật chung, tức là sau đỉnh dư chấn, các trận động đất bắt đầu nhỏ dần, thành chuỗi các trận động đất trung bình và vừa, sau đó lắng dần. Hiện vẫn chưa xác định trận động đất mạnh 5 độ vừa qua đã là đỉnh hay chưa, cần có thời gian nghiên cứu chuyên sâu. Địa hình ở Kon Plong tương đối khó khăn nên quá trình khảo sát vất vả. Tiến sĩ Dương nói và cho biết viện đã hoàn thành lắp đặt 11 trạm quan trắc động đất ở địa phương. Số liệu cập nhật tương đối tốt, có thể kịp thời cảnh báo chính xác. Xét xử vụ án học sinh lớp 4 tử vong sau buổi biểu diễn văn nghệ. Ngày 31 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Dương sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vô ý làm chết người xảy ra tại trường tiểu học Thanh Bình ở thành phố Hải Dương hồi tháng 4 năm 2023. Bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vô ý làm chết người trong vụ án trên là Đặng Văn Hải, 34 tuổi, ở Nam Sách, Hải Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sự kiện và truyền thông Tam Anh. Theo tài liệu điều tra, ngày 18 tháng 4, trường tiểu học Thanh Bình tổ chức ngày hội đọc và trải nghiệm chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Trường tiểu học Thanh Bình đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn sự kiện và truyền thông Tam Anh do Đặng Văn Hải làm giám đốc, để thuê hệ thống màn hình LED, âm thanh phục vụ sự kiện trên. Trước đó một ngày, tức ngày 14 tháng 4, Hải cùng một người khác đến trường tiểu học Thanh Bình lắp đặt hệ thống màn hình LED tại sân khấu phía trước dãy nhà A. Hệ thống màn hình LED rộng khoảng 21 m² và các dây dẫn điện, dây truyền tín hiệu và hệ thống khung giá đỡ làm bằng kim loại. Ngày 18 tháng 4, Hải là người trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống màn hình LED phục vụ chương trình. Lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày, cháu Nguyễn Sĩ Thanh, 10 tuổi, là học sinh lớp 4C của nhà trường tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ tại sân khấu. Khi kết thúc tiết mục, cháu Thanh rời sân khấu đi về bên trái, theo hướng khán giả nhìn lên sân khấu. Khoảng 10 phút sau, một giáo viên của nhà trường phát hiện cháu Thanh đang nằm bất động ở phía sau hệ thống màn hình LED. Cháu Thanh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến 15 giờ 55 phút ngày 7 tháng 5, cháu Thanh tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định sự cố kỹ thuật hệ thống màn hình LED, giám định pháp y tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến cháu Thanh tử vong là do bị điện giật từ sự cố rò rỉ điện của bảng điện tử. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới New Delhi bắt đầu thăm cấp nhà nước Ấn Độ. Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 30 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 0 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7 theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp nhà nước Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Palam về phía Ấn Độ có Quốc vụ khanh Ngoại giao Ấn Độ Patricia Majerita, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Mặc dù trời đã khuya, song với những cái bắt tay nồng ấm, vẫy chào nồng nhiệt, điệu múa truyền thống của những vũ công Ấn Độ dưới ánh đèn chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam, không khí chân tình, trọng thị thêm phần lung linh, huyền ảo.
dọc đường từ sân bay về khách sạn Thủ tướng và đoàn Việt Nam ở có treo cờ Việt Nam, Ấn Độ và ảnh chân dung Thủ tướng Phạm Minh Chính với khẩu hiệu song ngữ Việt Nam, Ấn Độ là chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Trong chuyến thăm, một mặt hai bên củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, mặt khác mở rộng ra những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu. Chuyến thăm góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào thực chất, hiệu quả hơn cả về kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh, thương mại, đầu tư, quốc phòng. Đây cũng là cơ hội để hai nước tăng cường chia sẻ về các vấn đề an ninh, chiến lược trong khu vực, trên thế giới và khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương cùng quan tâm. Lở đất chôn vùi nhiều làng mạc ở Ấn Độ, hơn 100 người chết. Theo hãng tin Reuters, quận Wayanad của bang Kerala đã hứng chịu các trận mưa như trút nước vào cuối ngày 29, rạng sáng 30 tháng 7. Đây là một trong những tiểu bang thu hút nhiều khách du lịch của Ấn Độ, nổi tiếng vì các đồn điền trà bạc ngàn. Hầu hết trong số 106 người chết là công nhân đồn điền trà và gia đình, những người vốn sống trong những ngôi nhà nhỏ hoặc tạm bợ. Chính quyền tiểu bang cho biết ít nhất 106 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất, 128 người bị thương và hàng chục người mất tích. Trong khi đó, đài truyền hình địa phương Asianet đưa tin số người chết lên tới 119. Một người sống sót sau trận lở đất kinh hoàng cho biết, anh giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm và cảm thấy mặt đất rung chuyển, các cột điện đổ rào rào. Một vài người hàng xóm và tôi chạy đến những ngôi nhà gần đó, nơi chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu và đưa một số người bị thương đến nơi an toàn, anh này nói với đài Asianet. Lúc đó cha mẹ, chị gái và cháu gái tôi vẫn đang trong nhà. Khi đang trở về nhà, một trận lở đất ập đến với tiếng gầm rú. Tôi bám vào song cửa sổ, chứng kiến cảnh mẹ cùng chị gái mình biến mất dưới bùn mà không thể làm gì được, anh này nói tiếp. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm những người mất tích hoặc sống sót. Vẫn còn những người bị mắc kẹt dưới đất đá và những người đã bị cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy. Thủ hiến bang Kerala Pinaraji Vijayan nói với truyền thông địa phương. Hoạt động cứu hộ vẫn sẽ tiếp tục với tất cả sức mạnh và phương tiện có thể, ông này nói tiếp. Hơn 3.000 người đã được di dời khỏi khu vực bị lở đất chôn vùi. Nhóm cứu hộ lên tới hàng trăm người, bao gồm cả quân đội, đã sử dụng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân sống sót. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu uống bạc xỉu ngắm tranh tại Hà Nội. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Josep Borrell chiều ngày 30 tháng 7 tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là một phần hoạt động của ông Borrell trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam ngày 29 đến 31 tháng 7, theo lời mời của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC cùng ngắm tranh trưng bày ở bảo tàng. Ông Borrell nghe giới thiệu về một số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được công nhận là bảo vật quốc gia của Việt Nam. Sau khi tham quan bảo tàng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Josep Borrell cùng thưởng thức bạc xỉu trong khuôn viên gần đó. Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU. Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hôm 30 tháng 7, Phó Chủ tịch EC nói rằng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều thỏa thuận nhất với EU, trong đó có Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện Việt Nam-EU, BCA và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA. Chúng tôi muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương hơn nữa, mong muốn chuyến thăm lần này của tôi sẽ khởi động cho quá trình xúc tiến nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, ông nói. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 nước, trong đó có các đối tác chiến lược toàn diện là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Australia. Phó Thủ tướng Lê Thành Long thị sát rốn ngập ở ngoại thành Hà Nội. Chiều 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã thị sát kiểm tra công tác phòng chống thiên tai
và động viên người dân vùng lũ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết, do ảnh hưởng của bão số 2, địa phương ghi nhận lượng mưa lớn trên 400mm liên tục từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Mực nước sông Bùi lên nhanh, tràn vào khu vực dân cư. Tính đến chiều 30 tháng 7, huyện vẫn còn 24 thôn, xóm thuộc 13 xã, thị trấn của huyện bị úng ngập. Trong đó gần 1.500 hộ bị ngập sâu 0,5 đến 2 mét. Hơn 3.700 người phải đi sơ tán. Hơn 5.300 người cần hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ông Châu cho biết những ngày qua, huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận từ nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách của các đơn vị mua sắm cấp phát hỗ trợ đến các hộ trong vùng ngập úng gần 3.700 thùng mì tôm, 100 gói lương khô, 65 thùng sữa tươi, 3.010 bình nước loại 20 lít, 110 túi bánh mì, 14 xe tét nước sạch, 100 lít dầu diazen, thuốc nhỏ mắt, ngứa chân, tiêu chảy, 1.000 liều chloramin B, một trạm y tế lưu động và 132 triệu đồng tiền mặt. Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng chống lũ lụt ở các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng úng ngập trong những ngày tới. Các cấp, các ngành của thành phố và huyện cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để người dân bị đói, bị khát, bùng phát dịch bệnh. Khi nước rút, huyện Chương Mỹ cần khẩn trương vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất. Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu huyện Chương Mỹ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng phó, thích ứng lũ rừng ngang, mưa lớn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.